hai đội chặt chung luôn. Hai đội hai đồ chặt luôn. Hai là đội chặt chung luôn. 4 mẫu. 4 là rưỡi cho 130 đi. 130 của chị. 130. Tới đây các bạn. Rồi khách tới luôn. Nóng quá nóng các bạn, sáng sớm mà nóng từ nãy giờ quá trời. Không trời tháng này nắng, từ Tết tới giờ nắng quá trời nắng. 800 800 chia 6 rồi, khách tới luôn các bạn ơi. Bao chiên 10.000, bao bao hấp với 2 chậu. Ý là bình thường tính nó bao chiên cái gì đó. À, vậy là nhiêu? 10.000. Chị ơi. Dạ cho mình bao chiên đi là 400 đúng không? Tiền nè. Đây, bánh bao chiên đây, bánh bao chiên đây. Rồi nha. 5 cái miếng đậu cho mối là. Càng nhỏ luôn á. 5 cái miếng đậu cho mối luôn. Rồi đang bịch đó nha. Rồi đưa thêm 10.000. Rồi đó, chỉ dần chưa về tâm cắt một cái 200.000 coi. Không, này chặt nhỏ. À, chặt nhỏ hả? Trời ơi, hai bên bên nào miếng cũng to cho nên các bạn. Đây, chị Mai ra tới luôn. Kim Ngân ra tới luôn. Ok.
quá trời luôn ngoài này này các bạn. Cái này 50 đó nè chị Tâm. Rồi, bên này. 50 đó nè. Đây, 50. Ủa chị nào 50 nè chị ơi. 50. 200 ngàn đó biết không? Và xe chặt. Bye bye với lại chị Tâm kêu là ai? Mọi người. Chặt ha. Chặt đi. Cái này có đùi luôn nè, 100 ngàn đùi đi. Dạ có đùi này nè con. Cô đợi xíu. Lấy cục này thêm vô chẳng 100 ngàn. Đây. Chặt không gì ơi? Cái gì vậy? Quá đã luôn. Nạc trắng nha các bạn. Trời ơi, khách với lộ quá trời luôn. Bánh mì heo quay bên tay phải luôn nè cô ơi. Bánh mì ngày nào cũng có, heo quay ngày nào cũng có. Ba kiên à. Chưa kiện thì chưa. Bạn dưới 10 ngàn cái này. Đó. Mấy bịch? Một bịch 10 ngàn, 5 cái. Đó, để nào? Một bịch này dưới đợt này. Đó, chị ngay bên này. Sắp kẹt xe luôn rồi các bạn, xe lớn chút xíu là kẹt xe các bạn. Xem coi gì bảy mua mấy chục ký các bạn. Em lấy nửa ký đi em. Nửa ký nó chặt nhỏ. Tức là gì? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con? Cầm sáu. Nửa ký là sạch nhỏ. Không có mẹ lấy. Mẹ lấy. Ờ, mẹ lấy. Lấy bao nhiêu phần á? À, ba phần. Ba phần một ký, nửa ký này biết không? Đúng rồi. Bữa lại lấy miếng sườn nè, hai miếng nửa ký. Miếng sườn với hai miếng nửa ký. Miếng sườn này hai miếng nửa ký. Quá trời, sườn này nhiêu con? 300. 300. Ấy, vậy mai lên dễ đóng luôn. Giá mở đó 15% nhiều quá. Bánh mì bên tay phải luôn nha bà con. Rồi bà bị gảo qua cho luôn em. Có chặt không? Chờ hết bữa nay luôn, gảo qua luôn đi. Có dừng chân luôn. Tới hết bữa nay luôn nha. Dạ dạ dạ. Có đó đúng không? Rồi bánh mì bên tay phải luôn cô ơi.
Rồi cái tụng đó là 25 kg các bạn. Con có 7 người không? Nói gì bảy về cũng sướng các bạn. Kiếm tôi giùm em luôn nha, lắm mì rồi. Nè, ba mươi mốt ký nghe đâu trời ngon quá trời ngon quá chị Tâm hay quá trời luôn. 320 ba lạng hay quay ngoài đường. Ồ, ngoài đường quá trời khách luôn các bạn. Thủy Nguyên. Đây cho các bạn xem. Đó, ngoài đường đông lắm. À, như vậy lấy tiếp các bạn, hồi nãy là 31 kg rồi nha các bạn. Lấy đi, có chưa, lấy đi, hai giờ là có rồi. Chưa, chưa ý nha bạn, lấy miếng 300 để nguyên hay sao vậy, lấy miếng 300 để nguyên, lấy 2 lạng rồi, chưa rồi, 100 ngàn để nguyên đi. À, chị Mai ra tay chặt mấy cái giò heo luôn, 4-5 cái luôn, liên tiếp luôn các bạn. Chặt mấy hai lạng đi, tổng cộng là năm cái giò heo, hai lạng giùm anh. Chặt nhỏ không anh? Chặt nhỏ luôn, hai lạng. Cho đùi 100 ngàn chặt nữa. Rồi bao nhiêu? 3 phần. 3 phần. Đủ không? Ừ. Không có thì anh ấy luôn á. Em bé em hỏi. Không ai cũng hết rồi. Đến giờ đó là súng hả? Chị, cái này 100 ngàn đồ.
con tử 77 đựng chục ký nữa bảy con với hàng ngon hỏng nắng 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 cái này của bảy rồi bảy ra mười lăm kéo nó mở một thời gian nữa cũng lười đâu đây nó mở một thì bây giờ để mặt tỷ vậy ba nội nửa ký cắt lát lát vậy thôi. Sắp kẹt xe nữa rồi. Trời ơi. Đúng rồi, đi thẳng vô là nó chỗ ra luôn á chị. Dạ, gần lắm. Dạ. Cái gì đó giò heo còn không vậy? Ba đợi một ký chặt lát thôi. Chị ơi, lấy nào chị? Cái gì vậy Mai? Giò heo còn con. Hết rồi. Giờ cái này gần 700 gram đi, 200 ngàn thôi. Có chặt không? Không rau luôn hả? Có rau không? Không rau luôn. Không rau không rau. 140% nè. Cắt lát thôi nha, một tí. Đây. Ơi. Một tí cắt lát luôn, một ổ không rau, không trang luôn. Em nửa ký chả nhỏ với ba ổ bánh mì. Bánh mì không đúng không anh? Đúng rồi. Bà cắt lát rồi nha, ký rồi nha. Một ổ đó 5 ngàn luôn nha. Trời ơi, bánh mì đó luôn. Nói đi. Cái giò hả? Giò hết. Giò tàu không vậy? Giò chút mới qua. Chú Thành qua tới rồi kìa, chú Thành tới luôn dưới kìa. Ổ 5 ngàn luôn. Chở heo quay về 31 ký rồi thông thì chị Mai tặng thêm nữa các bạn, chú Thành tới luôn. Rồi, đó chồng còn cho em kia. 45 ngàn này.
đồ đâu nó nhỏ. Còn cái nữa là chưa đem ra. Chị Hai ở đây là em chưa gói thôi. Hai à, trăm ngàn chưa? Để phim nha. Hai trăm ngàn. Má cái giọng nói cái gì? Nói chị á. Dạ. Mai ghép. Trời ơi, coi như mai ghép con. Ký ba loại con. Trăm ngàn để nguyên nữa. Trong một chỗ này nè. Chị bỏ tiền luôn nha. Nãy nhưỡng chợ qua. Bỏ khẩu phòng nữa ngàn đây. Trời heo quay sợ lên luôn nè các bạn. Cầm tiền đi chị ơi, để vô kìa. Cầm tiền cho anh giữa nhà đó. Cầm tiền kìa anh ba ơi.
đó. Anh trai đó ship đó chị. Quá trời. Của Diễn là 2 miếng ba rọi 1 ký, 1 miếng đường nửa ký nha. Bỏ ra ngoài đi. Chị lấy 2 miếng sườn của chị này nè. Như ba rọi 2 miếng ba rọi 1 miếng có 200 đi. 200 ngàn 200 rồi đó. 200 rồi em. Nếu 2 lạng 2 miếng. Không chặt. Sườn non sao chị? Của chị còn tổng cộng là 1,2 đến 360 thôi. 360 hả? Ba ổ, ba ổ, ba ổ. Ba ổ giận ổ đây riêng nữa. Đây 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 thối tiền. Cho bố thối không chú? Cho ổ không chan. Đúng rồi. 360 để nguyên miếng nha chị. Biết. 360 quá trời khách đông luôn các bạn, quá đỉnh nha. Sườn nửa ký chặt nửa ký nguyên nè, 360 ba đảo rất là cũng đông đó nè, nguyên nè chỉ là nửa ký 4 thôi ạ. Sườn nửa ký chặt nửa ký nguyên lẹ đi đi, nãy giờ chơi khúc rồi đó, đông đông quá mà. Vô hai hộp đi đi rồi ba rọi 1 ký chia 4 nửa ký, có nửa ký chặt không? Cho một miếng sườn luôn đi đó, lao nửa ký chặt rồi thêm miếng sườn nguyên hả? Thêm nửa ký nguyên thì đó, nửa ký chặt nửa ký nguyên mà ơi. Để nguyên nè, lỏi cho tụi bạn nhớ hả? Dạ. Để này nửa ký em đúng không? Ừ. Để thêm nửa ký để nguyên nè. Bánh mì bên tay phải luôn anh em ơi. Để đi không? Chờ 1 ký ba đội chia 4. Của ai? Không, không. Của đó luôn á. Để luôn hả? Không, lấy bây giờ lấy ba đội á. Cho chị nửa ký ba đội. Chờ chú để ngoài để nước chả tùm lum á. 1 ký chia 4. Tao đã phụ rồi. 1 ký 1. Đúng rồi, thôi là chia 4 chảy vô. Để ngoài nước chả tùm lum. Chia 2 hộp ly. Chia 4 để 2 hộp. Chào em cái anh. Dạ coi cho con nửa ký ba đội nữa chặt ra luôn. Nửa ký ba đội chặt ra. Em nghe. Rồi rồi rồi. Rồi rồi rồi. Cách 100 ngàn để nguyên cái cho anh cũng mà xe đi thế. Cái hổ thì không mà 105 á. Này tới chị Tâm soạn xa xíu ra. Trăm ngàn để nguyên ngoài xe. Chị xá xíu bao nhiêu? 100 ngàn. Chặt không? Chặt luôn. Lấy cái đầu mềm chị nha. Thơm quá thơm. Xong rồi 100 ngàn xá xíu chặt luôn.
ba đậu 100 ngàn để nguyên ngoài xe nha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này các bạn nhé. Like và đăng ký kênh của mình. Rồi, bye bye các bạn.